Vâng, thưa các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm Canh Tý nha các bạn. Thanh Long Vlog đang đứng tại tháp Giang Long, tháp Chăm Dương Long, Dương Long, di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Dương Long, tháp Chăm Dương Long tại ở Tây Sơn Bình Định nha các bạn. Đây là tổng quan của di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Chăm Dương Long. Tháp Dương Long có niên đại từ thế kỷ thứ 12, 13, là cụm tháp bằng gạch cao nhất Đông Nam Á hiện còn, với chiều cao tháp bắc là 32 mét vuông mét, tháp giữa là 39 mét, tháp bắc là 32 mét nha bác, bắc là phía tay phải của mình các bạn ơi. Tháp bắc là chiều cao là 32 mét, tháp giữa là 33 39 mét. Tháp giữa đó là 39 mét các bạn. Còn cái tháp mà tháp phía nam là tháp tay trái của chúng ta đang đứng là tôi Thanh Long đang đứng là 33 mét. Tháp Dương Long mang ảnh hưởng của kiến trúc Khmer đậm đậm nét. Mỗi kiến trúc là một sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc tháp Chăm Pa và nghệ thuật kiến trúc Khmer. Thể hiện qua bình đồ chân tháp vuông, vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch. Kỹ thuật xây dựng cùng kiến trúc Khmer thể hiện hình dáng thân tháp, việc sử dụng đá trong kiến trúc và các họa tiết trang trí như rắn naga, chim thần Garuda, sự tạo nên một kiệt tác nổi bật trong nghệ thuật kiến trúc Chăm Pa. Căn cứ vào kết quả cuộc khai quật khảo cổ và nhiều dấu tích kiến trúc đã sụp đổ cho thấy nơi đây đã từng là một khu đền tháp lớn, ba ngôi tháp hiện còn là những kiến trúc trung tâm thờ ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo Rama, Vishnu và Shiva. Ba vị thần Ấn Độ giáo là Rama, Vishnu và thần Shiva. Thưa các bạn, đó là cái một cái tờ viết tổng quan cái khu lịch mình đi vô nha các bạn. Đây là những không biết cái họa tiết gì đây mà họ chất đây các bạn ơi, cái họa tiết gì đây, hình một cái nền tháp gì đó nó bị vỡ hay sao đó các bạn. Hình như là một cái hồi xưa cũng có một cái vết tích gì đó nó bị vỡ rồi họ lấy họ chất đây các bạn. Cũng có nghệ trang trí hoa văn nhưng mà hình như một con rồng đó đây các bạn ơi, hình như là trang trí một con rồng hoa văn gì đây nè. Một con rồng có cái dấu còn lại các bạn, chắc cái cống hồi xưa là cái cống tháp hay gì đó nó bị đổ bị vỡ gì đó là họ khiêng họ chất ở đây đó. Tất cả những viên đá hoa văn còn còn giữ lại các bạn. Như đây là cái đầu con sư tử hay đầu gì đây các bạn đó. Cái đầu đầu rắn 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 hay sao á, đầu rắn rắn hình như năm đầu á. Cái phiến đá này là hình như cái hồi giờ đó là một cái con rắn, chính xác là một con rắn nó nằm ở chỗ nào đó bị vỡ, khúc sâu giờ cũng còn nhiều các bạn, khúc sâu giờ cũng còn bị vỡ rất nhiều. Như đây là cái phía tay phải chúng ta là 33 mét các bạn, phía giữa là 35 mà giữa kia là cũng 32 hay sao đó. Lúc nãy mình có đọc đọc đó, thì bây giờ mình thưa các bạn là ngày xưa là Chăm Pa nó ở đây gọi là hờ đó các bạn, hờ hờ con ngủ đi con á, hờ hờ là cái tiếng ru hờ hờ là nó phát xuất từ chỗ này nha các bạn. Hờ hờ là cái dân người Chim Thanh đó, là ngày xưa ông bà mình kêu là hờ hờ là cái tiếng ru à ơi của bố mẹ của con của chúng ta là cái hờ hờ là nó phát xuất ra từ đây. Và thưa các bạn, những cái ngọn tháp, những cái kinh thành, những cái chỗ ở của người Chim Thành cái ngày xưa là nó như thế các bạn. Bây giờ ở dưới trên Bình Định chúng tôi là có nhiều người họ đào cả nguyên một cái hũ vàng của hờ để lại, ví dụ như là châm ké hay là buồng câu hay là một nải chuối là vàng ròng luôn các bạn, vàng ròng luôn đó. Đây các bạn, ở trước đây là hình như là có một cái họ khai quật gì đây các bạn, họ khai quật ở trước đây là đang khai quật, còn đây còn di tích khai quật của người ta khai quật rồi, bây giờ họ 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 còn lại khu khu này họ cũng khai quật đó các bạn. Khai quật chắc hồi xưa họ làm một cái thành đồ bàn gì đây,
thành đồ bàn gì ở giữa đây. Giờ này coi như là chắc lẽ chính quyền địa phương cũng khai quật, thành ra là nó còn ghi dấu tích di tích lịch sử đó. Thì xin thưa các bạn, mình xin quay lại cái người mà đứng quay nha các bạn, chứ YouTube đó là nó cũng yêu cầu phải quay mặt cái người mà quay nha các bạn. Thì giờ mình vừa lên chính xác, mình lên đứng ra chút chụp hình nha. Đề nghị quý khách nên cách xa khu chân tháp khoảng 5 mét để bảo đảm an toàn khi tham quan di tích. Thưa các bạn, là cách xa 5 mét là sợ nó rớt xuống đó các bạn. Tại vì bây giờ này nó cũng xuống cấp rồi. Có nó muốn rớt hồi nào nó rớt thôi. Thì mình cái lắm lúc mình vô đây mới là ông ở trên ơi, cái ông ba ông thần đó ông đem thả mình xuống đó. Thôi giờ mấy ông thần cũng cho tôi quay lại cái di tích kiến trúc của người Chăm Pa của các ông nhà ông má ông cũng đừng có ném tôi nữa, tôi quay nó cũng cận cảnh một tí cho để cho các bạn cũng chiêm ngưỡng và biết ở sau đây là những cái phiến đá mà đá granite hay sao đó các bạn. Hồi xưa hình như là một cái hàng rào chung quanh đó, hàng rào chung quanh ngôi tháp hay là vậy là những cái con rồng này các bạn, những cái con rồng con rắn mà họ bị nó bị rớt bị rớt đó, bị vỡ là giờ chắc đó là chắc có lẽ hồi xưa nó nằm ở trước cái cổ cái mặt này các bạn, nằm ở trước cái mặt này. Tại sao nằm ở trước cái mặt này là đây là cũng giống như là giữ ba ngôi tháp, mấy con rắn đó giữ ba ngôi tháp rồi. Sau này là chắc có lẽ là người ta họ phát hiện gì đó họ mới khai quật đây, thành họ mới đào những cái con rắn đó lên. Bây giờ họ mới chấp chắc chắc đây các bạn, đây nè, vẫn còn cái nguyên khối đó này các bạn, là đây là nối dài ra đó, nối dài ra đường này để cho đây là những cái giống như là một cái hàng rào của một cái ngôi tháp đó. Bây giờ này họ khai quật là họ mới lấy ra, họ chất ở chung quanh cái ngôi tháp này các bạn, đó là chính xác luôn. Đây là cái khu vực ở sâu nha các bạn, khu vực ở sâu ba ngôi tháp đây. Nói chung là cái hồ văn thì cao ba mươi mấy, 33, cái đây 35 mét các bạn. Cái hồ văn thì chúng ta thì chỗ nào nó cũng tựa giống nhau, nhưng mà cái cách kiến trúc thì nó mỗi cái mỗi khác một chút. Như cái chỗ này là thưa các bạn giống như là một cái cối đá xây gì đây, có đường nước chảy đi các bạn, cối đá xây hay cái gì đó rồi họ xây làm cái gì đó là có đường nước chảy đây. Tất cả ở sau đây cũng khai quật luôn nha các bạn, tất cả ở phía khung phía sau cái ba ngôi tháp chung, gọi là chung quanh ba ngôi tháp là đều có dấu tích khai quật, mà không biết là khai quật những cái đồ mà họ chắc đây là họ khai quật ở đây, thành ra là nó mới đưa ra, nó chắc ở chung quanh đó là những cái vết tích còn đó các bạn. Đây, ôi giờ trang trí hồ vàng ở trên đó quá 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 trời, là có hồi đó mà đá granite mà họ cắt ra thì họ đem mà ốp trên đó thì cả một cái công trình các bạn, cả một cái công trình nghệ thuật chứ không phải là đơn giản. Đây là những cái viên đá mà còn lăn nhẵn đây các bạn, lăn nhẵn đây họ không biết họ nằm bây giờ họ nằm ở đâu mà đây nè các bạn, lăn nhẵn luôn đó, nhẵn thín luôn chứ không phải nữa là đây đó, rất là giống như là đá bây giờ mà cưa vậy các bạn, cưa mà mài ra luôn chứ không phải là cái dấu cưa không đâu, mà không biết họ làm bằng cách nào từ cái thời bây giờ cả ngàn năm rồi mà nó vẫn còn ở trên đó. Có một cái tổ ong mà các bạn, tổ ong là cũng lớn đó, ở trên kia là đá granite đó. Họ làm sao mà họ cưa ra bây giờ này là nó vẫn còn nằm nguyên đó. Bây giờ cái đường vào thì họ cũng cảnh báo là nói chung bây giờ cái gạch ở trên đó là nó cũng không được, kết cấu nó không được tốt luôn nha các bạn. Thì thôi bây giờ mình đi vào thì tất cả nó cũng có cái sự nguy hiểm, cũng sự nguy hiểm đến tính mạng, thì thôi mình xin quay chung quanh cận cảnh chung quanh thôi nha các bạn. Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn, quay chung quanh thôi chứ giờ mình vào trong đó thì cũng rất nguy hiểm cho tính mạng của mình.
ở trên thì không biết nó rớt lúc lúc nào, mà một cái viên gạch này cũng nặng cũng từ cái dài một ký, từ một ký đó lên các bạn, mà nó rớt trúng mình thì cũng rất nguy hiểm đó các bạn ơi. Thì đây mình nhân dịp mình cũng ở trên kia hình như có một cái giống như tượng con rắn hay sao á, à không phải, cái tượng người Chiêm Thành á, một chân á là họ họ giống như họ nhảy nhảy lò cò các bạn. Cái tượng đó thì hình như cái ấy nào cũng thấy ông thần gì đó. Thì mình xin quay lại cái quang cảnh ở này đây các bạn, ở dưới đây là họ khai quật đó các bạn, họ khai quật còn cái tàn tích mà để lại đó. Thì mình xin báo với các bạn, mình nói là ngày xưa họ người Chiêm Thành ở về đây họ ở là họ có chôn vàng rất nhiều, có nhiều người dân họ đào cái chỗ hầm trú giặc ngày xưa các bạn, đã đào trong bụi tre bụi đồ là lấy được cả một buồng chuối, buồng câu, một cái bình, rồi vàng đó là vàng đất vàng ròng luôn đó các bạn. Thì tại vì hồi xưa là cái mà ở Việt Nam mình cái đất nước này là mình mỏ vàng mỏ bạc mỏ chì mỏ đồng, như là ở Quảng Ngãi là mỏ vàng Bằng Miêu đó các bạn, còn ở Vĩnh Thạnh á, Vĩnh Thạnh đây là ở Tây Sơn đây là một cái mỏ vàng bây giờ Trung Quốc đang khai thác các bạn. Rồi mình cũng có đi làm bãi vàng ở Vĩnh Thạnh, và xin báo với các bạn là tại chỗ gọi là nước 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 Tấn hay sao các bạn, nước Tấn là ở trên cái đồi đồi suối là họ trồng một cây thông đường kính bây giờ khoảng 1 mét, dưới đồi suối là một cây thông, mà cái đồi suối đó dài khoảng chắc lẽ gần 2 cây số thôi các bạn, mà cứ múc một xô cát mà của thợ hồ, xô cát nhỏ nhỏ là một chỉ vàng đó các bạn, đãi bằng tay đó là một chỉ vàng. Thì cái thời đó là vàng nó còn non á, Pháp nó đã làm dấu ở đó rồi các bạn, thành ra là mình xin nói là tất cả những cái mà mỏ mỏ vàng mỏ bạc là nước ngoài nó đã làm dấu hết các bạn. Ví dụ như thằng Pháp là nó đã qua đây nó xâm chiếm 1.000 năm, là 100 năm đô hộ là nó qua bên đây nó đã tìm hết những cái tàn tích rồi, cái nào khai thác được khai thác và cái nào không khai thác được là nó để lại và nó làm dấu. Thì mình xin cũng quay ở đây tất cả những cái tàn tích. Còn cái này là cái đá mà sát trước sân kia các bạn, cái đá trước sân kia nó làm con rồng giống như rồng con rắn và chầu ba cái tháp này, nhưng mà họ bị khai quật gì đó thành ra họ đem họ chất ở đây. Thì chính xác là đây cái đầu con rắn vẫn còn này các bạn. À, cái đầu hình như đầu con rắn có hai bên có hai con rắn nhỏ, cái này là hay là đầu một vị thần gì đó, người cố thì cố rắn mà mặt cái thì mặt cũng như thôi cho mình vị là thần đây, thôi cho ông thần tôi quay ông là tất cả chư hương linh ở ở ở Bình Định này thì thôi cũng có gì đó cũng 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 tha thứ cho tôi đó, tôi nếu mà tôi có vi phạm những gì năm mới bây giờ mới có 9 giờ sáng ngày mùng 3 ngày 10 12 thôi 12 tháng 2 mà tôi có làm khuấy động gì ở đây thì xin tất cả chư hương linh cũng tha thứ cho Thanh Long Vlog, và Thanh Long Vlog xin gửi đến các bạn những cái ngôi tháp cổ nhất ở 1.000 năm ở Bình Định, Tây Sơn Bình Định, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định. Xin thân chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Xin bye bye.